các bạn chào mừng quý vị đến với kênh tin tức 24 h TV trong chương mục câu chuyện cuộc sống hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện vợ sinh mà lại đẻ con xấu chồng nghi ngờ nên xét nghiệm ADN để rồi phát hiện sự thật cay đắng phẫu thuật thẩm mỹ dường như đang nhan nhản ở cuộc sống hiện đại bởi không chỉ khiến con người ta đẹp hơn mà thậm chí nhiều người còn trở nên đổi đời vì chúng tu nhan sắc nhưng cũng có một vàn câu chuyện giữa khóc giữa cười xoay quanh việc phẫu thuật thẩm mỹ con không nhận ra mẹ chồng không nhận ra vợ, mẹ không nhận ra con, vân vân. Nhưng đáng lo ngại nhất vẫn là khi kết hôn sinh con, khác hẳn ngoại hình hiện tại dẫn đến rất nhiều điều lầm không đáng có. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng xem nội dung chi tiết. Vợ sinh mà lại đẻ con xấu, chồng nghi ngờ nên xét nghiệm ADN, để rồi phát hiện sự thật cay đắng. Tôi, một người đàn ông 28 tuổi, ngoại hình không phải hào nhoáng như diễn viên điện ảnh, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ, tôi không phải là ông đỏ ông kia, nhưng cũng may mắn có được sự nghiệp công việc ổn định, ít nhất là lo được cuộc sống ấm no cho vợ con. Thế nhưng cuộc đời thật lắm éo le, tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh bi đát như thế này, chẳng biết thổ lộ cùng ai nên đến đây xin lời khuyên từ chị em phụ nữ. Ngay từ khi còn là một ông chàng sinh viên đại học, tôi đã khá nổi tiếng khắp khoa vì vẻ thư sinh, điển trai là hiền lành. Đó là lời nhận xét của mọi người chứ không phải là tôi tự khen mình đâu. Tôi rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, không lấy ngoại hình của mình để đi hốt hồn tán tỉnh các cô gái khác, mặc dù các em sinh viên khoa dưới cứ mê mệt và tìm cách tiếp cận tôi. Thấy rồi, tôi yêu luôn cô bạn lớp trưởng, tôi là lớp phó học tập. Quý hiện đàn dịu dàng thông minh đúng mẫu người mà tôi thích, chúng tôi cũng giúp đỡ nhau trong học tập và cả những khó khăn trong cuộc sống. Nhà cô ấy ở tỉnh lẻ cũng không có điều kiện bằng gia đình tôi ở thành phố. Cứ như vậy, chúng tôi yêu nhau trong êm đềm suốt 3 năm đại học và cả 2 năm sau khi ra trường. Tôi đã từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, tôi sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương chăm sóc cho cô ấy và các con của chúng tôi có được một cuộc sống tốt đẹp nhất. Ấy vậy mà người tính vẫn công bằng trời tính sau khi ra trường cô ấy thăng tiến nhanh và trở thành trợ lý giám đốc của một công ty lớn cô ấy thay đổi hẳn tính nết và còn cắm cho tôi một cái sừng to tướng vì cặp bồ luôn với ông giám đốc ấy tôi chia tay mối tình đầu dài 5 năm trong đau đớn nhưng vẫn quyết tâm làm lại từ đầu tôi đã quyết không yêu những cô gái có ngoại hình xinh xắn nữa không thì có ngày lại bị lừa mà không hay thế rồi số phận trung rủi thế nào tôi lại gặp vợ tôi bây giờ Cô ấy cũng nết na tùy mị và xinh gái, chẳng kém gì người yêu cũ của tôi. Điều quan trọng là cô ấy yêu tôi thật lòng, tôi có thể cảm nhận được từ những cử chỉ nhỏ. Sau 2 năm tìm hiểu, tôi quyết định cầu hôn cô ấy và nhận được cái cực đầu đầy hạnh phúc. Cuộc sống của chúng tôi sau đó cũng êm đềm, không chút vướng bận vì cả hai bên gia đình đều có điều kiện kinh tế ổn định. Cô ấy hàng ngày đi làm ở một ngân hàng, tối về lại cơm nước cho tôi, rồi hai vợ chồng đi chơi mua sắm. Cuộc sống như vậy thì còn sung sướng gì bằng nên chúng tôi quyết định trì hoãn một năm, năm sau mới có con. Mặc dù tôi và bố mẹ cũng đông nóng có con, có cháu, nhưng tôi muốn chiều vợ nên đồng ý với cô ấy. Ngày cô ấy chị chiếc que tử thai hai vạch ra trước mặt, mà tôi sung sướng đến phát khóc. Từ hôm đó, tôi không cho vợ đi làm, bắt ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức và ăn uống cẩn thận để con thật khỏe mạnh chào đời. Ngày tôi được nghe con cất tiếng khóc chào đời cũng đến, thế nhưng khi bác sĩ bế con tôi ra khỏi phòng đỡ đẻ, tôi sốc không nói thành lời. Tại sao con tôi lại mắc một mí xấu và đen như thế, không hề giống tôi hay là vợ một chút nào cả. Tôi còn nghi ngờ bác sĩ bé nhầm con của người khác ra, nhưng phòng đẻ có mỗi vợ tôi làm sao mà nhầm được. Tôi tự trấn an mình rằng đứa trẻ mới chào đời chưa rõ nét trên khuôn mặt nên không thể đánh giá ngay được. Ấy vậy mà hai năm trôi qua con gái tôi vẫn vậy, mắt một mí và đen nhẽm không giống tôi một chút nào. Kể cả hàng xóm cô bắt đầu bàn ra tán vào rằng vợ tôi ngoại tình nên mới đẻ con ra như vậy. Vẫn thương yêu con bé nhưng lúc nào cũng thường trực một mối nghi ngờ khó tả. Tôi quyết định lén lấy tóc của con đi xét nghiệm ADN để tránh phải, đổ vào ốp cho người nào đó mà không biết. Và kết quả xét nghiệm khiến tôi thêm choáng váng Con bé đúng là con gái ruột của tôi, nhưng tại sao lại có ngoại hình ngược hẳn với bố mẹ như vậy? Câu hỏi của tôi bỗng nhiên được giải đáp khi một lần tôi tiêu tình nhìn thấy tấm ảnh từ thời cấp 3 của vợ khi con sang nhà ngoại chơi. Tôi còn không thể nhận ra cô ấy, nhưng cậu em vợ chỉ vào một cô gái béo ụt ịch, mắt một mí pha đen rồi nói, chị tra ngày trước đây này, lúc này tôi mới ngớ người tra, mẹ vợ tôi đâu có nhan sắc mỹ miều đâu mà sinh được con gái da trắng xinh đẹp như vậy. Tôi đùng đùng bỏ con ở lại, lao về nhà, về hỏi vợ cho tra lẽ thì cô ấy khóc lóc thừa nhận rằng cô ấy từng phẫu thuật thẩm mỹ, cô ấy lấy lý do rằng vì công việc đòi hỏi ngoại hình ưa nhìn một chút nên sau khi ra trường cô ấy phải tăng trang lại nhan sắc, cuộc đời phẫu thuật thành công ngoài sức tưởng tượng của vợ tôi. Cô ấy nói rằng yêu tôi thật lòng nên không muốn nói ra quá khứ đó vì sợ tôi sẽ bỏ. Thật ra đối với tôi bây giờ cuộc sống như vậy là quá viên mãn, nhưng họ hàng người thân cứ nói ra nói vào về ngoại hình của con gái tôi vì cho rằng tôi đang bị lừa mà không biết. Tôi có nên nói ra sự thật về vợ mình cho mọi người biết, liệu mọi người có thông cảm cho cô ấy không đây? Chồng cũ đi với vợ mới, nhưng khi thấy vợ cũ anh có hành động này vì sự thay đổi ngoạn mục. Tôi tự cảm thấy mình là cô gái xinh xắn, có làn da trắng, dáng người lại mảnh mai, vòng nào ra vòng đấy. Hồi còn trẻ tôi rất năng đi tập thể dục, tập yoga, tập kim để giữ gìn phúc dáng của bản thân. Tôi cảm thấy rất sợ hãi nếu một ngày mình béo lên xấu đi. Năm 25 tuổi tôi lấy chồng, một năm sau tôi sinh đứa con trai đầu lòng. Đến năm rưỡi sau tôi lại sinh thêm một bé gái. Do đẻ quá sát nhau nên tôi đành phải xin nghỉ làm luôn để ở nhà chăm cả hai đứa nhỏ. Tôi lúc nào cũng tức bật lo toan, nào là đưa con lớn đi học, đón con lớn về, ở nhà trong con nhỏ còn chưa cai sữa, rồi cơm nước cho con, tắm rửa cho con, rồi con ngủ. Một ngày của tôi trôi qua với những công việc không tên, đồ tắt mặt tối, đến tận khi cả hai đứa trẻ đã ngủ ngon lành thì cũng có lúc tôi nhìn đồng hồ là 12 giờ đêm, tôi gần như chẳng có lấy một chút thời gian nào dành cho mình. Chồng tôi làm phóng viên, thường xuyên phải vắng nhà, đi đêm đưa hôm, rồi chạy tin nóng vô cùng vất vả. Tôi cũng thương chồng mình phải một mình, nuôi cả nhà, nên tôi chẳng oán trách một câu, tự tay mình chăm lo hết, từ đầu đến cuối cho các con. Tôi phải bỏ tập yoga, thậm chí cũng không có thời gian để chăm sóc da nữa. Kết thúc một ngày là tôi cảm thấy mệt nhoài, người không còn sức lực, đặt lưng xuống là ngủ đến sáng hôm sau. Da dẻ của tôi bắt đầu sạm đen đi, nếp nhăn bắt đầu xuất hiện nơi khóe mắt, không chỉ vậy thân hình của tôi đã phát tướng hơn trước Tròn ủng và béo quay quéo quắt Nếu năm 25 tuổi Tôi nhìn thấy bản thân mình Bây giờ chắc tôi sẽ khóc thét lên mất Nhưng giờ đây tôi cảm thấy khá bình thường Vì hạnh phúc của tôi lúc này Chính là gia đình nhỏ bé với hai đứa con xinh xắn Lẽ đời là thế Mọi chuyện thường chẳng bao giờ đi đúng Theo kế hoạch của mình Tôi phát hiện trai chồng mình có nhân tình Cô nhân tình đó vô cùng trẻ trung xinh đẹp Phốp dáng chẳng khác gì người mẫu hay diễn viên, Ban đầu tôi nghĩ là do mình đã bỏ bê bản thân để chồng chán, chồng chê mà đi ngoại tình. Sau đó tôi bắt đầu trang điểm lại, ăn diện đẹp đẽ hơn, thậm chí còn đi tập để giảm cân, bông chồng nghĩ lại mà quay về với gia đình. Chuyện chẳng thể suy chuyển được, cuối cùng tôi và chồng đi hôn. Khoảng 3 tháng sau, anh ta cưới cô nhân tình mới. Mỗi tháng anh vẫn chuyển tiền để nuôi con, nhưng thỉnh thoảng mới đến gặp con một lần về sau khi nào anh ta muốn gặp con thì tôi đều mang về nhà nội gửi ông bà chứ không gặp mặt người đàn ông này nữa sau khi ly hôn tôi gửi cả hai đứa con đi nhà trẻ rồi bắt đầu buôn bán online vì làm tự do nên tôi có nhiều thời gian cho bản thân tôi bắt đầu đi spa tập gym đi mua sắm cho bản thân thảnh thơi đi cà phê với bạn bè tôi không còn quá bận rộn lo cơm nước cho chồng cho con hay vất vả chạy đôn chạy đáo lo chuyện nhà chồng nữa hơn thế nữa, tôi cảm thấy tinh thần mình trở nên thoải mái, vui vẻ và không cần vương vấn quá nhiều về chuyện tình cũ nữa. Đối với tôi lúc này, chồng cũ chỉ là bố của các con tôi mà thôi. Hai năm sau tôi bắt đầu lấy lại phúc dáng của mình, tôi xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn. Lúc này vẻ đẹp của tôi cũng đã đầm thấm hơn trước, lại biết cách trang điểm, chọn trang phục cho phù hợp, nên xung quanh tôi chẳng thiếu những người đàn ông giàu có, nhiều tiền tán tỉnh. Vậy mà tôi cũng chẳng mấy may động lòng bất kỳ một ai. Tôi quan niệm rằng mình làm đẹp là cho bản thân mình, để mình vui vẻ chứ không phải vì một người đàn ông nào cả. Tôi tự tin rằng mình chẳng cần đàn ông mà vẫn sống hạnh phúc. Một lần, đang ngồi cà phê cùng bạn thì tôi bắt gặp chồng cũ, đi với vợ mới, bước vào. Cô vợ của anh ta xuống sắc thấy rõ, trông chẳng khác gì hình ảnh của tôi nhiều năm về trước cô ta không còn trẻ trung xinh đẹp nữa, khoác lên người chiếc váy ôm mà lộ ra cả rổ bụng, khiến cho tôi cảm thấy vô cùng thương cảm. Anh chồng cũ thấy tôi thì tròn mắt ngạc nhiên, chắc vì không ngờ tôi lại có thể thay đổi ngoạn mục đến vậy. Rồi, tôi thấy trong ánh mắt anh ta lóe lên sự hối hận, xen lẫn thèm muốn bởi anh ta nhìn tôi không rời mắt cho đến lúc tôi đứng dậy đi về sau hôm đó về anh ta nhắn tin cho tôi nói rằng muốn bắt đầu lại từ đầu để không làm khổ hai đứa con nhưng tôi đã thẳng thừng từ chối tôi biết thừa ý đồ của anh ta và không thể nào chấp nhận nổi con người này thêm một lần nữa bản chất của anh ta là người ham của lạ thích những thứ mới mẻ vậy nên vài tháng sau nghe tin chồng cũ đã ly hôn đi ngoại tình thì tôi cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên Cô vợ mới chắc có lẽ bây giờ đã thấm thí được cảm giác của tôi khi xưa. Tôi không trách cô ta vì cô ta còn quá trẻ để có thể nhìn thấu được trái tim đàn ông. Tôi chỉ thấy tội cho những người phụ nữ đã tin tưởng nhầm người, dại dột mà trao thân mình cho một người đàn ông sở khanh điệu cán. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.